ra mà vẫn chơi. Ở đây cái này thì cây mang chú Thủy thì thôi mà. Lô vốn à. Cây mai chú Thủy à. Ôi giời, cây me này hoành tráng quá. Lấy vật lá này. Ô, oh, đứng xa xa chi tí nha. Mẹ bao tiền bà? Mẹ này này. 20 à? 20 triệu. Cao độ chắc độ 2 mét, chừng 2 mét. Đã. Trực. Tự nhiên đấy nhá. Cắt giật xuống tí ti thôi. Nhìn cái này nó dày dặn như hôm cái cây của bà mừng hôm trước thì nó còn nhiều tiền hơn. Mít quế đây, thơm, già đẹp. Đứng một lúc mà vẫn mà bán được mấy cây liền. Toàn tìm một triệu, tìm mấy triệu, mấy triệu một cây. Làm ăn thế mới làm ăn được. Đấy, nguyệt quế này. Nguyệt quế bao tiền mà? Nguyệt quế bán 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Rồi. Ok. Để đi sang xem cái cây. Cây này hôm trước quay rồi. Cây này hôm trước bảo bao tiền quên luôn rồi. 30. Chưa quay cái này rồi. Này thì già hàng độc lạ. Đây các bác này, tôi thấy cái cây ổi này. Ghê chưa? Có phải cái chậu nó không hợp với nó lắm. Nhìn cái diêm dúa nhưng mà nó không hợp với cái dáng. Không biết cái dáng hay là cái thân hình của nó đâu có to như này. Đâu có to về thế đâu mà mình chơi vào cái chậu nó dày quá. Nhìn nó hầm hố quá, cái này tận chậu này nó cũng là hán, nó có cái thân to. Đấy, cái cây hoành, cái cây siêu này, cây hoành thì nên ở những cái chậu chữ nhật, đây là chậu vuông. Ổi rất nhiều quả. Thì cũng nó cũng là một cái rất là độc đáo. Mình ra để xem. Đây, cây ổi quê đây. Cái chân mẹ nó bình thường thôi, nó có cái cây nó gần như là tự nhiên thôi. Cái dáng tự nhiên mà người ta bẻ tay tán đi một chút. Đấy, vẫn còn nguyên bầu đã trồng được. Đó, dành cho biệt thự, nhà vườn. Cây mẹ cho tán người ta vẫn chưa mang về đâu. Đấy, thì nó là cái cây ổi đại loại mình không có quê thì cũng quê ổi to là gọi ổi lai được. Cái quả to gọi ổi lai. Đấy, quả rất to này. To, tất nhiên đứng gần thì các bác không nhìn thấy. Ta bảo là đang bạch chân. Ôi, nó bao tiền bà ơi. Không có chậu hay có chậu đây? Cả chậu à? Cả chậu là 20 triệu. Ồ. Đấy, bà mừng thì hôm nay đóng cửa đi đâu không biết. Đây thì từ đặc thù hàng chợ đây. Nhìn thấy hàng chợ rõ rệt đi.
Lâm Hồ nhà bà mừng ké sang đây. Nói chung là cứ giống cái đề gọi cái đề thôi, chứ bây giờ gọi Lâm Hồ nhiều khi các bác lại tự nhiên lại không mua là người ta lại mắng chết. Nhưng có mặt khách đấy thì cứ gọi là Bồ Đề thôi. Cứ gọi là Bồ Đề thôi. Nhầm, báo nhầm. Báo nhầm, báo nhầm. Cái này à cô? Cái này thì coi như hơi nặng đấy. Rồi 20 triệu. Rất nhiều quả. Nó là cây quê, cây mọc của ao. Để xem nào, bà bán cây gì. Tưởng nhầm lại bớ. Đấy. Lên đường. Đấy, từ nãy giờ lên từ nãy lên đường liên tục nhỉ. Vẫn bán suốt, không bán cơ mà cái vườn này lấy gì mà đóng ô. Hôm nay bán thì lấy tiền trả tiền ô. Ừ. Đóng thuế đóng tô đấy. Hoa giấy. Hoa giấy cột chậu. Ừ, cột chậu. Giao dịch thành công, phi lao bây giờ bán chạy phết đấy. Các ông cứ xem trên mạng rồi phong thủy kiêng phi lao, nhưng mà phi lao bán chạy lắm. Đùa đâu, nhà vườn nào chả có cái phi lao để tạo dấu ấn. Bởi cái dáng của nó rất hợp, nó bay tán nó đẹp, lá đẹp, thân nó cổ mà nó dễ sống. Lá liếc bay nhỏ. Dùng bonsai lá kim thì nhất rồi. Trong nó quốc tế hơn mà, nó gần nó quốc tế hơn. Còn Việt Nam thì nó nhiều trường phái phong thủy, nhiều thầy, nhiều thợ. Đâm nó loạn. Chẳng có cái tên gọi thôi. Tên gọi của nó thôi cậu. Đã xấu xấu là lạ, không chơi rồi. Nó loạn phong thủy, loạn tín ngưỡng mà. Đa tín ngưỡng quá. Đâu cũng là thầy, đâu cũng là thợ. Chả biết nó nào mà là mình cứ thích cái gì mình chơi thế đâu. Đẹp là trời, ghế cho vua. Trực huyền. Xanh trực huyền. Hàng chợ chậu trước quay nhưng mà lại đánh quá. Thổ quá, đơn sơ quá. Đấy, cái này nhìn có vẻ bắt mắt nhưng mà không duyệt. Tường vi hỏi yếc nhiều. Cái đôi lòng xanh, lòng xanh láng long, long lùn cũng hay chứ nó không lêu nghêu như hàng ở quê. Tất nhiên cũng về quê lên ý là hàng công nghiệp. Mẫu đơn 3,5 triệu đỏ rực một góc trời. Mẫu đơn 3,5 triệu. Đơn thôi, đơn cụi. Nhà tôi thì nhiều cái loại này lắm, đỏ rực hơn này mà có máu kinh doanh thì chắc là làm được lại. Giờ quê nó toàn đỏ rực này nhiều lắm, mọc hoang không quay ở gần cho các biết. Ví dụ quả nó là mọc không đủ có trùng sung thì ngon, có trùng sung thì ngon thế. Đi chấm muối thì thôi rồi. Phong Lan là đấy, do việc thành công rồi lấy tiền từ khi nào đấy.
tiết đẹp thế, chơi cây, mua cây chơi chợ sướng. À, góc chợ cứ toàn quay quanh quanh chợ thì mà các bác. Đấy, chúc mừng bác cả múc được cây phi lao. Mai có mua cái tổng với bác con đây mà mua nhá. Ai bán đất cho đâu mà. Rồi, cảm ơn bà.